xin kính chào cô chú chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản của Thành Lên. Trước mặt cô chú chị đây chính là toàn cảnh khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Hôm nay Thành Len xin làm video để đánh giá tình hình và cập nhật hình ảnh mới nhất cho cô chú chị để cô chú chị nắm được từng mức giá cung đường cũng như là phân khu cô chú chị nhé. Trước mặt của chúng ta đây chính là phân khu bảng chữ cái. Bảng chữ cái thì là phân khu với những bất động sản với 80 m mét vuông. 5 x 16 của chúng chị ạ. À. Ở đằng trong này 5 x 16 những tuyến đường ở phía trong sẽ có mức giá bây giờ đã là 1 tỷ 3 cho đến 1 tỷ rưỡi rồi cô chúng chị. Giá đã lên trong 3 tuần qua. Phía dưới đó chính là tuyến đường N7. N7 cách đây 1 tháng Thành Lên còn có những bất động sản bán chỉ có 1 tỷ 2 trăn ngộp. Nhưng bây giờ thì 1 tỷ rưỡi rồi cô chúng chị nhé. Phía dưới của chúng ta đây chính là trường cấp 1 suối trầu đã đưa vào hoạt động rồi cô chúng chị ạ. À. Chỉ còn một vài cái... Um, hạng mục như là cái cảnh cây xanh nữa thôi và phía dưới cam mà chúng ta không nhìn thấy cam đang bay trên nóc nhà của trường cấp 2 của chú chị ạ ở trước mặt của chúng ta đây chính là ngã tư kết nối tuyến đường N23 và tuyến đường D22 một cái tuyến ngã tư siêu to khổng lồ giữa tuyến đường 33m D22 và tuyến đường 48m N23 ở phía trước của chúng ta đây chính là phân khu rất là đẹp của chúng chị ạ phân khu này thì sẽ có nhà thờ giáo xứ Thánh Đức phía sau sẽ có trường mầm non Hôm nay Thành Len sẽ cập nhật từng bảng giá, từng cung đường để cô chú anh chị nắm bắt được thị trường bất động sản tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn và cả nước thì trong hai tuần qua đã nóng sốt lên. Cô chú anh chị đang được thấy rằng là cái phân khu phía trước là phân khu với nhà vườn và liền kề 5 x 25 cô chú anh chị nhé. Ở đây liền kề 5 x 25 bây giờ có giá bán từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi một nền và nhà vườn thì sẽ có giá bán từ khoảng gần 4 tỷ cho đến 5 tỷ rồi cô chú chị ạ giá đất đã thay đổi rất là nhiều trong vòng có 3 4 tuần nay mà thôi và cô chú chị đang được nhìn thấy phía trước mặt của chúng ta cũng sẽ thấy được ủy ban nhân dân xã ở tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ có 9 quỹ đất làm trường và 8 ngôi trường đã được xây rồi cô chú chị bao gồm 4 ngôi trường mầm non 2 ngôi trường cấp 2 2 ngôi trường cấp 1 và một quỹ đất trường cấp 3 thì hiện tại đang chờ để thi công của cô chú chị ạ phía dưới chúng ta sẽ thấy nóc nhà của dự án STC dự án STC và dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn thì chung cùng một cái vị trí khu vực Tuy nhiên thì dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn là dự án tái định cư và nhiều tiện ích nhất cũng như là cung đường lớn hơn ở bên STC của tập đoàn Tây Hồ người ta đã làm hạ tầng ở bên này cũng như là đấu nối vào bên tái định cư và tất cả các cung đường đã thông qua tái định cư nếu sinh sống ở STC và tái định cư thì nó tương tự giống nhau của chúng chị nhé Tuy nhiên thì bên STC những cái hệ thống thoát nước nó cũng sẽ không to được cống bằng bên tái định cư và uh, thứ hai nữa là đường không to bằng. Thì giờ chúng ta đây chính là Ủy ban nhân dân xã Lộc An đã di rời vào tái định cư và đã đưa vào hoạt động rồi cô chú chị ạ. Hình ảnh Ủy ban thì Thành Lên quay từ nửa năm trước mà thôi. Đây là cái hình ảnh mà Thành Lên ghép vào để cho cô chú chị thấy được cái tiện ích của chúng chị nhá hiện tại ủy ban ở phía sau đã làm thêm một cái hạng mục nữa rồi và ở trong khu vực quỹ đất này cũng sẽ có là gì ạ nhà gọi là nhà văn hóa nhà toàn năng để sinh hoạt gọi là hội trường của chúng chị ạ và phía dưới cái quỹ đất mà trống mà ở phía dưới phường lai cam của chúng chị không thấy được mặt tiền đường d 18 đó chính là cái quỹ đất làm công viên tượng đài và vị trí này chúng ta sẽ thấy rằng ở đây sẽ có một cái trường học mầm non đã uh, xây xong và trong năm nay quý 3 sẽ đưa vào hoạt động của chính trị ở phía dưới tuyến đường lớn lớn đó chính là cái tuyến đường N47 của chính trị tại sao Thành Len lại quay những tiện ích quay những tiện ích tại vì có nhiều cô chú chị lần đầu tiên xem kênh của Thành Lên người ta nghe Thành Lên nói là có 8 trường học và một quý đất trường cấp 3 người ta sẽ không có tin đâu cô chú chị chúng ta phải quay uh, thị giác thực tế để cho người ta thấy được trường học và mức độ phát triển dân cư hôm trước có một người vào kênh của Thành Len bình luận là Ô, tại sao tại anh Cư nhìn nhà đông mà không thấy người. Tại vì lý do là Thành Len luôn luôn quay vào cái buổi trưa, buổi sáng thì Thành Len bận tiếp khách, buổi chiều cũng vậy và buổi trưa thì uh, nắng to Thành Len quay cam cho nó dễ nhìn để cô chú anh chị nắm mắt được tất cả. Nhà đông cô chú anh chị mà không thấy người đó chính là vì nắng to người ta cũng không ra đường đâu cô chú anh chị. 12 giờ trưa mà ai mà ra đường làm gì. Đó chính là uh, phía dưới là vị trí trường này trường cấp 1 hồi nãy thành nay cũng đã quay qua nhưng quay ở cái góc này để chúng ta quay hết tất cả các cái tiện ích để cô chú chị có thể nắm rõ được tiện ích trong tái định cư Lộc An Bình Sơn với tổng diện tích quy mô lên tới 282 hecta cung cấp ra thị trường là 7.500 nền cho dân tái định cư Tuy nhiên thì người về đây ở chỉ đạt khoảng tầm 60% còn lại người ta sẽ bán có nhu cầu bán của chú chị có nhu cầu bán của chính chị nhá Cô chính trị hiểu rõ cái vấn đề bán không ạ chứ không phải là người ta không về không có dân về ở mà là người ta có nhu cầu bán đấy thì 60% trăm là người ta có nhu cầu ở dân được bồi thường người ta sẽ có nhu cầu ở còn lại người ta sẽ bán thì đó là cơ hội để cho cô chính trị có thể sở hữu được bất động sản trong tái định cư Lộc An Bình Sơn với 7.500 nền mà có tận tới 9 trường học của chính trị từ trường mầm non cho đến cấp 3 luôn rất là hoành tráng cùng với đó là sẽ có hai nhà thờ của chính chị ạ chúng ta vừa mới quay cái trường cấp 1 xong và trước mặt của chúng ta đây chính là trường cấp 2 của chính trị trường cấp 2 này cũng đã đưa vào hoạt động rồi của chính trị nhá thì trường cấp 1 trường cấp 2 nằm ở cái vị trí mặt tiền đường D22 của chính chị ạ và phía dưới chúng ta sẽ thấy một miếu đây là miếu thần hoàng về tín ngưỡng tôn giáo thì ở tái định cư Lộc An Bình Sơn đáp ứng cho À, tất cả mọi người hầu hết người dân ở việt nam chúng ta nhé từ đạo phật từ đạo thiên chúa thì uh, có hai nhà thờ uh, giáo sứ và có một chùa có một miếu đó thì chúng ta đã gần như là đủ hết các cái tín ngưỡng uh, phổ biến phổ thông ở việt nam của chúng ta rồi phải không ạ từ góc máy này cô chính chị có thể nhìn thấy hai ngôi trường rất là lớn này phía sau thì khu bản xứ cái và ở phía sau của trường sẽ là miếu cũng như là chùa, bên tay phải chúng ta lác đác xây nhà ít ít đấy, đó chính là khu 12 Khu 12 là khu phụ cô chú chị nhá. Sau này nếu cô chú chị cần hỏi về khu 12 thì cứ nhắn tin là khu 12 để mình hiểu nhá. Khu 12 là khu cuối của dự án tái định cư, tuy nhiên sau này thì sẽ mở rộng các cái khu tái định cư xung quanh thì nó cũng không cuối đâu cô chú chị. Cô chú chị đã nhìn thấy được hai cái ngôi trường cấp 1 cấp 2 đặt ở vị trí này và những cái tuyến đường đang chờ để các cái giai đoạn tiếp theo thì cô chú chị đã đủ hiểu là những cái khu như bảng chữ cái khu 12 không phải là cuối. Cuối so với bây giờ còn tương lai thì chắc chắn các cái khu tái định cư và khu dân cư các cái vườn cao su này không còn nữa cô chú anh chị nhé cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 3 km và vị trí lan tỏa sự phát triển kinh tế của trung tâm như là trung tâm thị trấn Long Thành này sau này lên thành phố và sân bay phát triển thì cái đô thị cũng như là kinh tế ở cái vị trí này là vị trí trong cái quỹ đất của trung tâm rồi cho nên chắc chắn những cái vườn cao su ở phía trước thì sẽ làm khu tái định cư hết cô chú anh chị nhé cũng như là làm khu dân cư, đồ án đô thị hết cả rồi. Cho nên ở đây không phải là cuối đâu nhé Cuối là hiện tại bây giờ gọi là cuối dự án tái định cư. Nhưng về tương lai về lâu về dài thì ở đây không cuối đâu cô chú anh chị nhé Ở đây hai ngôi trường đó là vị trí trung tâm đấy. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy cơ sở tầng các cái tuyến đường 33m, 48m và tuyến đường N23 sau này sẽ thông xuống gì ạ? thông xuống xã Bình An và kết nối vào DT 769A đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng đó là một cái tuyến trục chính và trục đầu của nó là ngay cổng khu nghiệp Lộc An Bình Sơn và cái tuyến đường Lộc An đi ra quốc lộ 51 hiện tại đã thông rồi và D18 cũng đang thông nối qua khu nghiệp phía dưới chúng ta đây chính là chùa của chúng chị nhé vị trí này sẽ là đất làm tôn giáo cơ sở tầng chùa này và cái đất trống phía dưới cũng sẽ làm miếu và có hai xào đã làm miếu thần hoàng rồi và chùa cũng như là trường học ở khu vực này và ở phía dưới khu vực này còn có một cái quỹ đất làm sân bóng nữa của chú chị ở tái định cư lộc an bình sơn sẽ có đầy đủ hết tất cả các cái tiện ích của chú chị ạ chợ thì hai hecta này rồi chúng ta sẽ có gì ạ có quỹ đất 2 hecta để xây dựng trung tâm thương mại như vậy thì Long Thành đã quy hoạch ở đây hướng tới để gia nhập vào thành phố Long Thành của chúng chị ạ. Chắc chắn sau này vị trí tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ gia nhập vào thành phố Long Thành. Vâng, cô chú chị đang được thấy rằng phía trước mặt của chúng ta đây chính là trường cấp 2 để quay một cái video dài và chi tiết cũng như là cập bật bảng giá cho đến những quy mô phát triển thì thành lên hôm sau sẽ hẹn cô chú anh chị một cái video mà mình sẽ làm về cái quy hoạch cũng như là cái tiềm năng phát triển nhá còn hôm nay thành lên mục đích làm để cập nhật hình ảnh mới nhất về dân cư sầm uất cũng như các cái tuyến đường lớn và đặc biệt là giá đã thay đổi rất là nhiều chỉ trong vòng 3 tuần thôi 3 tuần thôi cô chú anh chị là cái giá ở tái định cư Lộc An Bình Sơn người đi mua mà không có đất để mua luôn. Tuy rằng tái định cư Lộc An Bình Sơn hiện tại pháp lý đang trong quá trình ra sổ cô chú anh chị mua nếu cần sổ chúng tôi sẽ uh, nộp hồ sơ lên và làm sổ cho cô chú anh chị luôn nhé. Bây giờ chúng ta đó chính là nhà thờ giáo xứ Thành Đức. Có nhiều người. Uh, sắp tới sẽ làm tiếp viên hàng không hoặc là các cái công việc trong sân bay quốc tế Long Thành cũng đã nhắn tin cho mình để hỏi để tìm mua những nền đất đẹp của chúng chị nhá. Và rất là mừng mình đã bán cho nhiều người ở Sài Gòn để mua sau này về đây làm nhà và làm việc trong sân bay những cái nền rất là đẹp của chúng chị ạ. Và nhiều người thì đang phân vân là hỏi xem cái tín ngưỡng ở đây như thế nào thì bây giờ trước mặt của chúng chị đây chính là nhà thờ giáo sứ Thành Đức của chúng chị nhá đang hai cái giai đoạn đang làm một cái đã, đã làm 50 phần rồi cô chúng chị với 282 hecta di chuyển trong nội bộ tái định cư thì chỉ cách khoảng tầm từ một cây rưỡi đến hai cây là hết thì trong vòng một cây rưỡi đến hai cây cô chúng chị đã có hai nhà thờ một chợ 2 hecta và một trung tâm thương mại cùng với đó là 9 trường học và ủy ban nhân dân xã điều hành ở trong này rồi à, và những cái cụm công, công viên và chợ những cái khu chợ tự phát nữa à, tất cả các mặt hàng các cái uh, tiệm vàng và spa những cái nhu cầu trong cuộc sống thì đã, đã có đầy đủ tại tái định cư Lộc An Bình Sơn rồi nhá và đường xá thì rất là đẹp có vỉa hè tối thiểu uh, lòng đường sẽ là rộng 6m của chúng chị ạ và có vỉa hè 3m nhá đấy thì những cái trục đường mà nhỏ nhất so với ở ngoài ở trong này đã tránh nhau ô tô lớn ô tô tải thậm chí container đã đánh nhau thoải mái rồi cho nên là cô chú anh chị yên tâm về cơ sở tầng về một cái thiết kế của khu tái định cư thì cô chú anh chị có thể tham khảo những video tiếp theo khi mà mình quay khu tái định cư Long Đức cô chú anh chị nhé bởi vì khi mà một cái thiết kế của khu tái định cư từ cái mặt bằng nền đất thôi họ đã đào rồi là chôn những cái hệ thống đường điện rồi là máng thoát nước rồi hệ thống thoát nước rồi là uh, hệ thống cáp đó đầy đủ nhá hệ thống cấp thoát nước nữa đấy thì uh, họ đã trôn cũng như là cái nền đất họ đã uh, đào rồi san lấp san lấp đi san lấp lại cho máy lu lên để có uh, đạt được cái độ cứng cũng như là uh, tất cả các cái mặt bằng của khu tái cư sẽ bằng phẳng theo một cái tọa độ đó cô chú trị chị khi mà những cái nền nhà ở đây sẽ bằng phẳng hết nhé không có lồm trổm như các cái khu khác và được làm rất là kỹ được đào xuống sâu tới 3 mét lận cô chú chị và sau đó thì uh, lưu lèn nữa đó rất là kỹ nhá ở phía dưới của chúng ta đó chính là trường mầm non suối trầu như vậy thì Thành Lên sẽ cập nhật mức giá cho cô chú chị ở xung quanh ngôi trường ở đây cô chú chị đang được thấy trường mầm non này trường cấp 1 này trường cấp 2 này vị trí này rất là thuận tiện của chú chị nhá và nhà thờ luôn chỉ trước màn hình cô chú anh chị thôi cách nhau khoảng 300m trong vòng bán kính 300m mà cô chú anh chị đã có được cái tiện ích là từ trường mầm non đến trường cấp 2 rồi cô chú anh chị thấy chưa rất là tiện ích luôn ở tái định cư Lộc An Bình Sơn tôi nói là đây là khu tái định cư lớn nhất tại miền Nam và không có một khu nào mà nó có thể là kéo dân về nhanh cũng như là tiện ích có thể được nhiều như vậy chỉ trong vòng một cái khúc này thôi đó thì cô chú anh chị đã thấy từ trường mập non cho đến trường cấp 2 và tôn giáo tín ngưỡng đó từ chùa miếu rồi là nhà thờ nó rất là gần cô chúng chị nhá như vậy thì cái mức giá ở đây bây giờ 5 x 25 giá đã đạt từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi là chưa có sổ của chú chị nhá Nếu mà sổ mà làm những cái uh, quấn sổ mà ở cái trục đường 17m như ở phía dưới của chúng chị đang thấy ở đây thì uh, chúng ta sẽ đóng thuế là 3 triệu và cộng với 1 triệu 8 29 ngàn nữa thì khi mà ra sổ chúng ta mất khoảng tầm 400 triệu nữa 400 triệu cộng với khoảng 2 tỷ 2 thì cô chú chị mới mua đất có 2 tỷ 6 thôi mà cơ sở tầng rất là đẹp cô chú anh chị nhé đó là mức giá của khu vực vừa nãy và trước mặt của chúng ta đây chính là cái uh, tuyến đường N39 và hai bên thì quỹ đất còn trống nhiều phải không ạ con uh, còn trống nhiều này là đang trong quá trình bốc cô chú anh chị đấy nhiều lúc uh, cô chú anh chị mà đi tại anh cư Lộc An Bình Sơn năm ngoái giờ quay lại nó đã khác rất là nhiều uh, có những video tôi quay cách đây vài tháng trước thì bây giờ quay lại cũng đã khác xưa rồi cô chú anh chị ạ phía dưới chúng ta đây chính là quỹ đất trường cấp 1 cô chú anh chị đây là trường cấp 1 thứ hai hồi nãy là trường kia đã thi công rồi và hoàn thành rồi còn trường này thì đang trong quá trình thi công của chúng chị ạ đang rất là rầm rộ của chúng chị nhá và bế kế bên á thì sẽ có trường mầm non rộng 1,1 hecta như vậy thì cái khúc mà ở phía cuối tái định cư ở phía dưới Uh, tiện ích đã có đầy đủ thì khúc trên này cũng vậy cô chú chị ạ à? chỉ cách nhau 2 km mà thôi và ở trên này thì sẽ có trường mầm non đặt chuẩn quốc gia này trường cấp 1 thì đang xây trường cấp 2 cũng đang xây đó thì trường mầm non trường cấp 1 cấp 2 cô chú chị thấy không hai đầu tái định cư đã đầy đủ hết tất cả các cái tiện ích như là uh, trường rồi và chợ các cái mặt bằng buôn bán kinh doanh ở đây khỏi nói Thì dưới chúng ta đây chính là tuyến đường D16 của chính chị nhá và đây chính là khu nhà máy nước khu nhà máy nước sẽ là cái khu có diện tích là 6 5 x 16 và 4,6 x 18 của chúng chị nhá đấy ở đây sẽ có một cái tiện ích để đảm bảo cung ứng về sinh hoạt đời sống đảm bảo lâu dài cho người dân thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng như là uh, các sở ban ngành và trung ương đã phê duyệt cho cái dự án này có một cái gì ạ? nhà máy xử lý nước thải và lọc nước luôn của chúng chị ạ ở đây nhà máy xử lý nước này thì sẽ có công năng là xử lý nước thải và cung cấp nước sạch của chính chị nhá. Thì nhà máy này với tổng mức đầu tư lên tới gần 100 tỷ đồng của chính chị ạ. Đó. 99 tỷ 720 triệu đồng, đó là cái gói thầu đã phê duyệt và đã làm xong rồi cái nhà máy này với công suất xử lý nước là 4.000 mét khối trên một ngày À, cô chính trị thấy nhiều ạ rất là lớn nhé nhà máy xử lý nước thải này mục đích sau này còn đáp ứng cho các khu tái cư xung quanh lân cận và cái đất trống kế một bên vừa rồi đó chính là đất quý đất làm uh, cây xăng ở đây chính là cái tôn giáo tín ngưỡng thứ hai ở à, đây chính là nhà thờ giáo xứ thành tâm của chính trị nhá đây là ở nằm vị trí ở giữa 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 của tái định cư <laughs> Nhà thờ giáo sứ Thành Tâm thì đang trong quá trình thi công và hoạt động. Tuy nhiên thì với tôn giáo tín ngưỡng thì người ta đã đưa vào hoạt động khi mà xây được 50% rồi. Buổi chiều hoặc buổi sáng chủ nhật thì ở ở đây á người ta đi theo cái giờ để tụng kinh rất là đông của chúng chị nhá. Tuy nhiên cái giờ mà Thành Lên quay thì nó ngả về chiều rồi cũng chưa tới giờ để mà làm lễ nữa. Cho nên là cô chú chị sẽ thấy rằng toàn cảnh chỉ thấy là công trường đang thi công mà thôi ở phía dưới chúng ta nhìn cái độ cao mà thành len bay khoảng 80 mét nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quy mô của nó rất là lớn của chính chị nhá và được thiết kế rất là bài bản ở vị trí nhà thờ này phía trước sẽ là công viên của chú, cô chính chị nhá công viên dành cho nhà thờ này Uh, hiện tại thì đang trong quá trình uh, hình thành nhà thờ cũng như là công viên thì cũng chưa làm nhưng đây đã được duyệt quỹ đất rất là đẹp của chúng chị ạ về cơ sở tầng thì được bao quanh là vỉa hè và đường rất là đẹp ở đây sẽ là một cái trường mầm non nữa như vậy thì cô chú chị đã nhìn được thấy đây là trường mầm non thứ tư rồi phải không ạ ngôi trường mầm non này thì có diện tích là gần 600 m2 và ngôi trường mầm non này đã đưa vào hoạt động rồi cô chú chị nhé, đây gọi là trường mầm non Lộc An với tất cả cái cơ sở hạ tầng về cái trường ở đây thì còn đáp ứng cho các cái khu vực dân cư xung quanh lân cận nữa chứ không phải là mỗi khu tái định cư Lộc An Bình Sơn đâu cô chú chị nhé, với trục đường phía dưới đó chính là trục đường D10 có con lươn ở tái định cư Lộc An Bình Sơn có những cái thiết kế của những cái trục đường có những con lươn rất là lớn ngang tới 6 đến 7 mét lận và hiện tại thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã có một cái công văn là sẽ sửa lại các cái con lươn và làm nhỏ lại những con lươn 6 mét chỉ còn 3 mét và những cái con lươn mà nó không cần thiết thì sẽ dẹp bỏ đi cô chúng chị cô chúng chị đang được thấy đây chính là phân khu mà Thành Lên phải quay ngược lại một cái video để cho cô chú chị có thể nắm mắt được. Đây chính là phân khu à, trường học. Phân khu này là 80 m2 được bao bọc bởi tuyến đường N23 và N39D16, N54. Đây chính là một cái khu mà Thành Lên đánh giá rất là cao và rất là sáng, đặc biệt là nó có vị trí thuận lợi ngay cổng khu nghiệp Lộc An Bình Sơn và được bao bọc bởi bốn tuyến đường rất là đẹp mà bốn tuyến đường này bốn 4 tuyến đường chính và lớn của chúng chị nhé à, với cái mức giá à, như vừa rồi là 1 tỷ mốt đến 1 tỷ 250 nhưng bây giờ giá đã khác rồi cô chúng chị nhá giá bây giờ là 1 tỷ 3 1 tỷ 350 chưa sổ và sổ nữa thì cô chúng chị phải đóng 360 triệu nữa nhá đó ở khu phía dưới đây chính là khu nhà máy nước này đó thì khu này là 80 mét vuông của chúng chị nhá khu 80 mét vuông này thì sẽ có mức giá bữa trước là rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 1 nhưng bây giờ thì là 1 tỷ tỉ... <laughs> 2 đến 1 tỷ 3 rồi đó giá đã lên rồi cô chú anh chị nhá giá đã lên trong vòng 3 tuần thôi bởi vì cháy hàng của chú ạ không có hàng bán nữa rồi và đây chính là vị trí mà tôi quay cho cô chính chị ở đây là tái định cư ngay cái vị trí cổng của khu nghiệp vị trí trường mầm non mức giá bây giờ dao động là từ 1 tỷ 250 đến 1 tỷ 350 rồi không có rẻ như là 23 tuần trước nữa rồi Vị trí Thành Len đang bay đó chính là từ đầu tuyến đường D18 đi vào. Hôm sau Thành Len sẽ làm video review cái tuyến đường D18 đấu nối vào tuyến đường Lộc An, đường chính Lộc An để đi ra quốc lộ 51 cô chú chị nhé. Và phía dưới của chúng ta bên tay trái là quỹ đất làm trung tâm thương mại. Đấy là quỹ đất trống của chúng chị nhé. Còn ở ngay ngã tư này, đây chính là kết nối giữa D18 và N47. Bên tay phải là quỹ đất đang trong quá trình cấp phát. Bên tay À, xin lỗi bên tay trái là quỹ đất đang trong quá trình cấp phát và bên tay phải là quỹ đất à, rất là đông dân cư rồi. Và phía dưới của chúng ta đây chính là ngã ba đấu nối D18 và N39, bên tay phải sẽ là quỹ đất làm công viên tượng đài và trước mặt của chúng ta đây chính là dân cư trên trục đường N39. À, cô anh chị đang được thấy dân cư rất là đông phải không ạ? Trên trục đường N39 này hiện tại thành lên đang có một bất động sản ngộp chỉ hơn 3 tỷ thôi 5 x 25 mà chưa có sổ của chính chị nhá và tên cái trục này thì thành lên cũng có một lô lọt khe ở tên cái dãy nhà này với giá bán là 5 tỷ 2 đã có sổ diện tích là 5 x 25 và có vỉa hè 10m của chúng chị nhá trục đường N39 là trục đường 48m và đóng cơ sở ở tầng là 6 triệu 1 mét cộng với ont 6 triệu 1 mét cộng với 2 triệu 1 triệu 829 ngàn là cơ sở tầng của chúng chị nhé của chúng chị đang được thấy đây chính là cụm dân cư và ở phía trong những cái lô 5 x 25 hôm bữa có mức giá là 1 tỷ 9 đến 1 2 tỷ còn bây giờ mức giá đã lên 2 tỷ mốt cho đến 2 tỷ 2 một nền chưa sổ nếu mà cô chú anh chị đóng 5 x 25 thì những cái trục đường phía trong cứ nhân 3 triệu cho ONT và 1 triệu 8 29 ngàn à, chúng ta cộng vào và nhân với diện tích 125 m sẽ ra cái thuế mà chúng ta sẽ phải đóng khi mà ra sổ tuy nhiên sẽ phải cộng thêm một cái khoản tiền đó chính là cái tiền chi phí đi làm sổ cũng như là chi phí chuyển nhượng nữa cô chú chị nhá cô chú chị đang được nhìn thấy đây chính là cái phân khu nhà vườn phân khu nhà vườn này thì cũng khá là ít người bán của chúng chị nhá bởi vì ở phía trong là mặt tiền đường song hành và đường song hành thì cũng chưa làm hết dự án nữa sắp tới thì cũng sẽ phải còn làm nhiều và phía dưới đường siêu to khổng lồ 60m ở phía dưới đó chính là DT 769B và là tuyến đường chính trọng tải sau này ở vị trí này chúng ta đang thấy rằng là với như thông tin Thành Lên cung cấp là hơn 3.000 căn nhà đã được xây tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì bây giờ đã đạt tỷ lệ là diện tích xây ở khu tái cư 7.500 nền là đã xây 50% rồi cô chú chị ạ. phía dưới đây chính là công viên cây xanh hiện tại thì người ta đang trồng xả sau này thì sẽ phải làm cây xanh để áng cái tiếng ồn cũng như là bụi bẩn từ cái tuyến dt769b của chúng chị ạ. phía dưới ở đây chính là cuối đường của d18 cô chú anh chị đang được nhìn thấy đây chính là mặt tiền d18 mặt tiền d18 thì bây giờ giá rẻ nhất vẫn đang có mức giá là gần 4 tỷ cô chú chị ạ 3 tỷ 9 đến 4 tỷ một nền chưa có sổ nếu mà đóng sổ ở đây thì chúng ta đóng khoảng 900 triệu nữa cô chú chị nhé đây chính là nhà thờ giáo sứ Thành Tâm mà hồi nãy Thành Lên đã review thực tế. Thành Lên sẽ bay từ cái vị trí này để cô chú chị nắm được cái vị trí và khu dân cư trong khu vực này với lô nhà vườn ở trong này mà đường có con lươn đường người ta không có ưa chuộng lắm thì giá bán sẽ khoảng tầm 3 tỷ rưỡi trở lên và những cái con đường mà không có con lươn thì bây giờ giá bán đã từ 4 tỷ 4 tỷ 2 trở lên rồi cô chú chị nhá diện tích nhà vườn sẽ là 10 x 25 và chắc chắn rồi sẽ có vỉa hè 5 đến 10 mét tùy theo cục đường cô chú chị ạ với dân cư ở khu vực này Thành Lên đánh giá rất là cao nhé, bởi vì đây chính là ngay vị trí đường DT769B sau này và dân cư ở đây là những cái dân cư về đầu tiên của khu tái định cư ở đây đã sinh sống và hoạt động các cái khu chợ tự phát cũng như là chợ lớn thì đang trong quá trình thi công và hoàn thiện những cái xẹt đường như thế này. Hôm bữa Thành Lên bán giá mặt tiền đường song hành ở đây có 2 tỷ ba thôi, nhưng bây giờ thì sao? ạ 3 tỷ cũng không có bán nữa rồi. Và đây chính là cái cảnh mà cô chú anh chị nhìn từ dưới đường D18 nhìn lên này. Vị trí ở trước mặt chúng ta đây chính là tuyến đường Song Hành và phía trước cũng là tuyến đường D19 này. Tuyến đường D19 này thành lên đánh giá rất là cao nhé Bây giờ giá đã khoảng tầm giao động từ ngưỡng là 2 tỷ rưỡi một nền 5 x 25 rồi. Ngày xưa ở đây sẽ là 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ một nền với 5 x 25 không phải lô góc. Vừa rồi thành lên cũng có một lô góc ngộp đẹp. À, có sổ rồi bán với cái giá là 3 tỷ rưỡi đấy cô chú chị đang được thấy đây chính là phân khu bảng chữ cái mà hồi nãy đầu tiên video Thành lên đã quay đây chính là cái tục đường phân khu bảng chữ cái của chúng chị nhé ở đây sẽ có diện tích là 80 m vuông và mức giá bán bây giờ là 2 tỷ mốt đã có sổ rồi và chưa có sổ thì uh, giao động khoảng tầm từ 1 tỷ ba cô chú chị nhé bây giờ sẽ không còn cái giá bán mà dưới 1 tỷ một tỷ mốt 50 như ngày xưa nữa rồi không phải là ngày xưa mà là cách đây vài tháng trước đó còn ngày xưa thì nó là giá là 2 tỷ rưỡi 3 tỷ một nền thậm chí còn không có mua của chính trị nhá đấy thì liệu rằng là bất động sản sắp tới có sốt nóng được như thời xưa hay không nhưng mà mình nghĩ rằng là rất là khó nó sẽ sốt nóng nhưng mà phải từ chứ không thể lên nhanh được như thời xưa được lúc chưa là người ta đẩy thị trường khá là nhanh À, tuy nhiên thì có những cái đợt sóng rõ ràng như là sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động dân cư về đây nhiều và các cái quỹ đất như là chợ đưa vào hoạt động trung tâm thương mại xây dựng vân vân DT769 khởi công đó đây là những cái mức sóng ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn mà cô chú chị có thể đầu tư sắp tới tương lai chắc chắn là thắng cô Chúng chị nhé vị trí của chúng chị đang được thấy phía dưới đây chính là cái vòng xoay duy nhất của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn và chúng ta nhìn thấy đường thẳng mà cụt đầu kia đó chính là tuyến đường N23 sau này đi thẳng qua vườn cao su này à, sẽ không còn vườn cao su đâu cô chú chị làm khu dân cư và xuống xã Bình An cô chú chị ạ nối vào DT 769B ở đây mặt tiền đường N23 này mức giá bán 5 x 25 dao à, động hơn 3 tỷ cô chú chị nhá Bây giờ thì nó sẽ nếu mà vị trí gần vòng xoay thì khoảng 4 tỷ là chưa sổ của chính ạ đó thì cô Chính Trị chị đang được nhìn thấy những cái trục đường mà ở phía trong gần nhà thờ gần trường học ở phía trong thì giá bán bây giờ cũng đã dao động tới 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi rồi 5 x 25 và chưa sổ của Chính chị nhá Đây chính là cái ngã tư sau này vị trí kế bên là vườn cao Phu sẽ không còn đâu cô Chính chị nhá và như thế thì Thành Lên cũng sẽ review và cập nhật thực tế để cô Chính chị nắm mắt được chúng ta đang thấy rằng ở góc trái đó chính là chợ này chợ 2 hecta đang trong quá trình thi công và xây dựng nhìn từ góc máy này chúng ta sẽ thấy rằng đây như là một cái thị trấn nhỏ đối cô chúng chị à, tương lai vị trí này sẽ được sát nhập vào thành phố Long Thành của chúng chị nhá và cơ sở hạ tầng ở đây thì rất là đẹp vị trí tái định cư Long An Bình Sơn được nhà nước rất là quan tâm khi mà các cái cán bộ từ Trung ương về thăm sân bay quốc tế Long Thành thì người ta cũng sẽ ghé qua khu tái định cư Long An Bình Sơn để thăm hỏi trong người dân ở đây sau khi mà giải tỏa sân bay về đây có đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của người dân hay không Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghé thăm thường xuyên cô chú chị ạ cho nên tái cư Lộc An Bình Sơn về pháp lý về mọi thứ thì cô chú chị yên tâm cô chú chị nhé cô chú chị đang được nhìn thấy ở phía trước của chúng ta ở đây chính là toàn cảnh mà Thành Lên quay từ cái góc nhìn từ dãy phố của đường N39. Trong N39 Thành Lên đang có một lô có sổ rồi nhé. 5 x 25 ở ngay vị trí trước mặt của chúng ta. Ở sẽ có mức giá 5 tỷ 2 của chúng chị nhé. Và bên tay trái chúng ta đang thấy từ các quỹ đất trống lại tới nhà thờ giáo xứ Thành Tâm thì đang trong quá trình cho bốc phiếu của chúng chị ạ. đấy Thì đây đã là một thời hào hùng của chúng chị nếu mà xuống cái thời mà trời sốt ở đây á thì cô chú chị đi 2 mét là có một người đứng bán đất cô chú chị ạ à? và cái quán ăn nhậu ở đây mọc lên rất là ghê gớm tuy nhiên thì bây giờ đã dẹp bỏ khá là nhiều rồi và khu tái định cư Lộc An Bình Sơn ở đây cô chú chị đang được nhìn thấy đây chính là toàn cảnh phân khu mà đã cấp phát và nhà xây rất là nhiều có những cái khu đất trống đó chính là chưa cấp phát cô chú chị ạ à? và chưa có số tờ số thửa nữa ở tái định cư Lộc An Bình Sơn hiện tại thì giá bán đã nhỉnh khoảng tầm từ 15 đến 20% trong vòng 3 tuần qua và không có bất cứ một cái khu vực nào mà có thể có lượng khách chờ để mua đất như tái định cư lộc an bình sơn khách chờ rất là nhiều nhiều khách đang chờ và đặt hàng rất rất là nhiều nên cô chú chị nhắn tin hay gọi điện cho Thành Len mà Thành Len chưa kịp trả lời hoặc chưa có sản phẩm phù hợp thì cô chú chị cứ đăng ký kênh theo dõi cũng như là kết bạn Zalo để theo dõi và cập nhật được cái mức giá thay đổi trong tái định cư Lộc An Bình Sơn và săn được hàng ngộp cô chú chị nhá bởi vì có nhiều lúc Thành Len đưa hàng ngộp lên chỉ cần mới nhắn tin thôi thì nhiều cô chú chị đã đặt cọc và chuyển khoản ngay lập tức rồi cái việc mà mua bán chưa có sổ ở tại anh cư lộc an bình sơn thì từ trước tới giờ đã uh, rộ rồi tuy nhiên có nhiều người uh, rất là lo lắng không có một cái giao dịch nào mà không có rủi ro cả đặc biệt là chúng ta mua đất chưa có sổ nhưng khi mà chúng ta giao dịch chúng ta phải biết là uh, cái bạn mua giới nào làm bạn đấy có chuyên không bạn đấy có nắm bắt được cái uh, về cái hồ sơ gốc của lô đất cũng như là cái phong tục tập quán cái người chủ ở đấy từ trước đến giờ ở làng xóm người ta sống như thế nào cũng phải điều tra hết của chúng chị và bây giờ thì đang trong quá trình ra sổ rồi cô chúng chị yên tâm mua vào cái giai đoạn này thì cô chúng chị mua mà chưa sổ thì cứ mua xong làm sổ luôn và chúng ta có sổ luôn rất là an toàn của chúng chị nhá sẽ ít rủi ro nữa rồi không còn như uh, khi mà chưa có cái lệnh cấp phát sổ nữa cô chúng chị nhá thì bây giờ đã cho ra sổ rồi tới góc máy này chúng ta có thể cảm nhận được dân cư về rất là đông với hơn 3.000 căn nhà và dân số bây giờ với uh, tổng thống kê uh, thì hơn 15.000 người dân hơn 15.000 người cô chú chị một cái căn nhà như phía dưới cô chú chị nhà vườn ở đây có sức chứa rất là đông người Tuy nhiên thì chúng tôi thì khảo sát một nhà đây là nhà dân cư họ có nhân khẩu một nhà như thế khoảng tầm từ 6 người đến 7 người và với 3.000 căn thì chúng ta chỉ cần tính trung bình 3 nhân 3 đi là chúng ta biết được bao nhiêu dân cư rồi không phải không ạ nhà này đập nhà kia tuy nhiên thì nhà ở đây nhà nào cũng trên ba người hết và không có nhà nào là ba người đâu cô chú chị toàn là uh, 5 đến 7 người là nhiều và cô chú chị đang được thấy <laughs> với toàn cảnh video hôm nay Thành Lên quay ừ, uh, Thành Lên bay khá là lộn xộn tuy nhiên như vậy thì cô chú chị mới cập nhật được từng khu và cô chú chị biết được mức giá cũng như biết được cái độ trầm uất ở đây khoảng tầm 2 năm về trước thì quay chắc ở đây nhà rất là ít cô chú chị nhá và hôm nay thì cô chú chị đã nhìn thấy một tái định cư đã lột áo mới cũng như mật độ xây dựng rất là nhanh và kinh khủng khiếp trong toàn tái định cư hiện tại bây giờ có hơn mười mấy căn đang xây cô chú chị ạ đó mỗi tháng thì lại mọc thêm khoảng mười mấy hai chục nhà đang xây đó chính là về cái giai đoạn này bởi vì bây giờ mới cấp phát mới thì chỉ cần trong vòng 3 4 tháng tiếp theo khi mà cấp phát thêm 1 200 nền mà được phát hết thì cái lượng xây dựng ở đây sẽ rộ lên nữa cô chú chị nhá lượng xây dựng ở những cái khu đất trống nó sẽ mọc khoảng một tháng vài trăm căn nhà là chuyện bình thường của chúng chị ạ Đây chính là vòng xoay D18 này và kết nối với N23 ở vị trí vòng xoay duy nhất này điểm nhấn là chợ và khi mà cô chú anh chị đến ở tại cư lộc an bình sơn thì nên đi một vòng để chúng ta nắm bắt được phong tục tập quán có những cái ở đây đã hoạt động từ các cái dịch vụ như là massage rồi sông hơi rồi cắt tóc bia đầy đủ hết cô chú anh chị nhé và các cái quán ăn ẩm thực cũng khá là ngon khi mà cô chú anh chị ghé thăm thì có rất nhiều cái quán rất là ngon ở trong tái định cư này và hôm bữa thì mình cũng có một khách đi xem đất và hỏi mình là ở đâu ăn ngon thì mình chắc chắn là chỉ chỉ ra thị trấn thôi thị trấn Long Thành thì những quán ăn đặc sản hơn tuy nhiên nếu mà chúng ta đang ở trong tái định cư thì không thiếu bất cứ một cái món gì từ tôm cua rồi cháo này nọ quán nhậu quán dê quán bò gì đầy đủ hết cô chú anh chị nhá đó cũng rất là ngon cô chú anh chị ạ và đây chính là hình ảnh thực tế mà Thành Lên cập nhật để cô chú chị nắm bắt được khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có cái sự thay đổi lớn đó chính là giá tăng vọt trong mấy ngày vừa qua và chắc chắn là không có câu chuyện giảm nữa rồi. Bởi vì sắp tới thì uh, sân bay quốc tế Long Thành cũng đưa vào hoạt động và các cái thông tin về cơ sở tầng đang thay đổi, Đồng Nai và uh, đặc biệt là các cái tuyến đường mà tại khu vực phía Nam cũng như là tuyến đường vành đai 4 sắp tới sẽ được khởi công này. Đó thì sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản cũng như là cầu vành đai 3 thông này, sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động này, rồi là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đưa vào hoạt động này, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đưa vào hoạt động này, 25C đưa vào hoạt động này. Đó, 25B thì ổn định này, 25A ổn định luôn này. Rồi à, chúng ta sẽ thấy những cái tuyến đường như là à, đường để đi vào cảng Phước An này đó và ạ dạ cầu Phước An thì thi công rầm rộ nên hình này cảng Phước An đưa vào hoạt động giai đoạn đầu này đó những là những cái điểm mà thúc đẩy cho nhân Trạch và Long Thành lên giá cực kỳ nhiều cô chú chị ạ và đặc biệt là cái cầu vành đai ba khi mà cái tuyến vành đai ba đi thông ấy, thì cái lượng mà người dân ở thành phố Sài Gòn di chuyển ở phía Giáp Bình Dương di chuyển về khu vực này rất là nhanh chóng những cái người dân mà không có ô tô của chúng chị đi bằng xe máy đấy đó thì uh, di chuyển khá là nhanh không cần phải đi phà nữa mà chúng ta đi trên cái tuyến đường vành đai ba và đặc biệt là bình dương bình dương về ở cái vị trí này rất là nhanh hoặc là từ ở đây chúng ta đi lên các cái tỉnh tây nguyên đi lên đường vành đai ba và sau đó thì chúng ta lên tây nguyên rất là nhanh của chúng chị nhá tuy nhiên thì bên cạnh đó là có các cái tuyến cao tốc rồi nhưng tuyến cao tốc chỉ áp dụng cho ô tô mà thôi còn bây giờ chúng tôi đang nói là những người dân thường di chuyển Đó, rất là gần và dân thường thì khá là nhiều cô chúng chị nhé. Cô chú chị đang được <laughs> nhìn thấy rằng là với tổng thể quy hoạch tại cư Lộc An Bình Sơn rất là hoàn thiện và cũng đang có nhiều cái uh, hạng mục chưa xây xong, Ở các cái vị trí xuất phụ cũng chưa có đường phía trong này rồi các cái con lươn lớn cũng chưa được dẹp nhỏ lại này và hiện tại vì chưa làm đường cho nên ở các cái khu phụ vẫn đang phải đi điện trần này đó thì đây chính là cái cận cảnh mà Thành Lên quay cho cô chú chị ở khu dân cư nhé nó trên trục này thì Thành Lên đang có một lô có sổ lột khe nhé đó. 5 tỷ 2 cho một bất động sản 5 x 25 khu chứng ạ vỉa hè 10 m và đường thì 48 m dân cư thì bao sổ quất luôn bao đẹp đó là những gì mà Thành Lên đã cập nhật cho cô chú chị để chúng ta nắm bắt được rõ ràng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn và mức giá và thuế, thuế những cái lô xuất phụ cũng như vậy cô chúng chị nhá, cơ sở tầng sẽ là áp dụng chung, đó chính là 1.829.000 và à, tiền ONT sẽ tùy theo cục đường của chúng chị ạ. Ngày xưa ở đây còn phân cấp là các theo đối tượng để được miễn giảm về cơ sở tầng, nhưng nếu cô chúng chị không thuộc trong diện tái định cư mà cô chúng chị muốn mua về đây ở hoặc đầu tư thì chắc chắn một điều rằng các cái khoản phí được miễn giảm sẽ không áp dụng cho khi mà cô chú chị giao dịch để mà chuyển nhượng qua tên cô chú chị nhá thì tất cả các ưu đãi sẽ bị cắt bỏ và cô chú chị phải thực hiện hoàn thành cái nghĩa vụ đóng thuế ở cái vị trí đất mà cô chú chị đã mua. Đây chính là luật đất đai 2013 và bổ sung vào năm 2023 được thông qua và tháng 7 này sẽ tính áp thuế khi mà thay đổi về uh, những cái điều luật và những cái bộ luật bổ sung cho luật đất đai cũng như là các cái điều luật khác vào tháng 7 này sẽ áp dụng thì cô chú chị nên xem lại luật đất đai nhé. Từ các cái mức giá thuế cũng thay đổi và giao dịch sau này bất động sản thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn cho nhà nước chứ không giống như những cái năm trước kia chúng ta có thể trốn thuế được một phần nào đó và cũng bỏ luôn cái vấn đề là đánh thuế trên bất động sản thứ hai hay thứ ba tại vì uh, những cái câu chuyện này thì chắc chắn là sẽ không áp dụng đâu cô chú chị bởi vì chúng tôi là những người đầu tư và những chuyên gia cố vấn chúng tôi cũng đã uh, xem xét rằng là uh, chắc chắn sẽ không có ai mà đi lấy kim tự đâm mình đâu cô chú chị tôi nói vậy là cô chú chị hiểu không ạ đấy uh, chúng ta có thể là uh, có đất nhưng mà chúng ta sẽ không nhiều bằng những cái người người khác đúng không ạ những cái người đấy người ta có đất và người ta không dạy gì mà đưa cái luật áp lên bản thân mình cả đấy, có những người có nhiều đất người ta sẽ không dạy gì mà đưa điều luật đó cả phải không ạ và cô chúng chị đang được nhìn thấy đây chính là toàn cảnh và cận cảnh của chúng chị nhá cảm ơn cô chúng chị đã xem video này thành lên chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai và đặc biệt là Long Thành, Nhân Trạch và ven sân bay quốc tế Long Thành chuyên cố vấn đầu tư. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. À, nếu cô chú anh chị có cơ hội ghé qua tái định cư thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại và app zalo trên màn hình cô chú anh chị nhé hãy đăng ký kênh để ủng hộ thành len cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc mọi người đầu tư thành công và hồng phát